Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền, lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Trong đời anh cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai là sôi động. Một sân khấu phải nói là rất là long trọng, được xem như một đám cưới hy vọng và rất là thành công. Xin mời quý vị anh chị và các bạn. Thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến, để bước vào chương trình làm lễ thành hôn, chúc mừng ngày phúc trăm năm cho hai anh quý thắng cùng Thu Trang trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời đầu tiên trong phút tôi được thay lời cho gia đình và đặt lời cho cô dâu và chú rể. Xin được gửi tới quý vị anh chị và các bạn 9.999 lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Xin được kính chúc quý vị ngàn sự như mơ, triệu sự như ý, tỷ sự bất ngờ và vạn lần hạnh phúc. Vậy thưa quý vị, khi đất nước bước vào xuân thì vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở. Vậy là xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đua nhau tới mọi nhà. Vài lời cung chúc xuân năm mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Nhân dịp đầu xuân năm mới, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được kính chúc quý vị anh chị và các bạn bước sang vào năm mới làm ăn tấn tới, tấn tài tấn lộc, tiền bạc sồng sộc, tiền ra thì từ từ, sức khỏe tình duyên thì phơi phới mà hạnh phúc thì thăng hoa. Xin chúc cho đại gia đình nhà ta một năm quý mão làm ăn đại thắng. Anh chị và các bạn thân mến, trải qua một quãng đường rất là cũng rất là khá xa, thì hai đoàn đại biểu hội nhà trai và nhà gái chính thức dẫn hai em về phòng tổ chức theo đúng thời gian quy định của hai bên gia đình. Đầu trước cổng chính của đài hoa, thì hai em cũng đã xin phép mẹ dẫn hai con vào văn thải gia tiên để làm thủ tục thắp hương phục đầu tiên, và cũng chính là phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta. Ôi nước chúng ta phải nhớ tới nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhân sinh là do tổ, đó là một đạo lý là nó tốt đẹp. Khi mà hai em đứng trước ban thờ linh thiêng của dòng tộc mình đốt lên nén hương, thì hai em cũng báo cáo với tổ tiên chứng kiến một buổi trưa rất là ấn tượng hoành tráng, và tổ tiên sẽ chứng giám và hộ độ trì cho hai em chọn đời tình thủy chung bên nhau, sống bên nhau đến đầu bạc năm năm. Họ nhà trai chúng tôi gồm ông lão Quỷ Ủy cùng bà Bùi Thị Phượng, có địa chỉ tại xóm 2 thôn Bắc Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình. Rất là vinh dự khi được kết tình thông gia với gia đình họ nhà gái. Và giờ hoàng đạo cũng đã điểm, và xin mời hai em quý thắng cùng Thu Trang của chúng ta hãy đứng dậy một ngày cho cả trăm năm, trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghiệp phu thê. Hôn lễ của hai em xin phép được chính thức bắt đầu.
Vâng, xin mời hai em ngồi xuống. Ban tổ chức chúng tôi tiếp tục vào chương trình. Tôi kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, và thật đúng là cao non chứng chín lòng đào, cho thêm cách thượng ăn vào mới say về dự đám cưới. Có người ở tận Sài Gòn nghe tin đám cưới cũng bon xe về. Có người ở tận Bảo Khê ở ngoài quốc tin vui bay tận sang Liên bang Nga, đến Tổng thống Nga Putin cũng phải gửi thiệp qua để chúc mừng. Hôm nay hai họ vui mừng, chúc mừng hạnh phúc, chúc mừng ngày vui. Tôi kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, và để mở đầu cho mọi người chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai em trong ngày vui ngày trọng đại hôm nay, xin mời quý vị, anh chị và các bạn chúng ta cùng hướng đến sân khấu của gia đình Hòa nhà trai chúng tôi, và hãy dành những tràng pháo tay thật to, thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt cùng chào đón giọng hát của Hương Sen. Lời đầu tiên cho phép Sen xin được lấy chào lời kính chúc tới toàn thể hội một và xin được tổ chức cho cô dâu cùng lắng nghe. Tôi kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, nhất là người nhất và hạnh phúc nhất trong ngày vui ngày trọng đại hôm nay, người ta vẫn thường nói rằng tình yêu ân tình sâu nặng nghĩa cao nghĩa trầu. Cô dâu và chú rể hôn nhau, bà con cô bé thì thắng mới quen trang, muốn hôn một cái nhưng sao thẹn thùng. Ngày hôm nay nên vợ thành chồng, muốn hôn một cái cho thỏa lòng phu thê là hơi bị khó thở. Và ngay sau đây xin mời quý vị, mấy năm nay thắng trả dành cho trang đó, và hãy để cho thắng hôn nhiên đôi môi gợi cảm của trang. Xin mời quý vị, anh chị và các bạn chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật
tặng về cùng chứng kiến nhiều hơn và hay hơn. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta thì không thể nào không nhắc tới các bậc sinh thành và dưỡng dục. Dẫu biết rằng chuyện dựng vợ gả chồng là trách nhiệm và là bổn phận của các bậc làm cha làm mẹ, tuy nhiên đây cũng chính là món quà giá trị và đặc biệt nhất trong cuộc sống và hai bên gia đình đã dành tặng cho hai em bằng cả một tấm lòng yêu thương. Vâng, thưa quý vị, và cũng để liên tục chương trình sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu bác trưởng đoàn đại biểu hội nhà trai và bác trưởng đoàn đại biểu hội nhà gái. Xin mời hai bác khách tạm rời bàn trà, bàn nước, bàn thuốc, bàn trầu cùng nắm tay nhau di chuyển đến phía sân khấu của gia đình để làm thủ tục trao và nhận dâu. Xin mời hai bác trưởng đoàn. Vâng, bà thân là em là hương bưởi hương chanh, em sẽ là mãi mãi của anh suốt đời. Anh sẽ nguyện làm con sóng nhỏ để hôn nhân năm bời cát dài vô tận, thắng yêu Trang đây với tấm lòng chân thật. Và nguyện suốt cuộc đời này thắng chỉ có Trang thôi. Ôi tình yêu người nào duy nhất, người sẽ là con thuyền sẽ đưa ta đến bến bờ hạnh phúc và tương lai. Và đã yêu nhau thì dù đất trời cũng chẳng lìa xa. Và thật đúng vậy, thắng còn son và Trang vẫn còn son. Ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thương với mẹ cha, tên chầu cánh phượng sang nhà đón em. Nay ngày bệnh nhật thanh thiên thì đôi ta nằm nến nên duyên vợ chồng. Để rồi cảm ơn cô bác họ hàng, cảm ơn bè bạn xóm làng gần xa, về đây sum họp một nhà. Chúc cho đôi bạn trẻ đậm đà tư duyên. Và có thể liên tục chương trình, sau đây ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng và giới thiệu bác trưởng đoàn đại biểu họ nhà gái, bác nên có đôi lời để trao dâu. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể họ nhà trai, hôm nay tôi vô cùng sung sướng phấn khởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ cùng họ nhà trai đưa đón cô dâu đến nhà trai được an toàn và kịp đúng giờ theo nguyện vọng của hai họ. Đó là điều sung sướng nhất. Tôi xin giới thiệu trước hết là đoàn họ nhà gái chúng tôi. Hôm nay cũng có bác trưởng đoàn. Xin giới thiệu là đây chính thức là trưởng đoàn của họ nhà gái chúng tôi, nhưng mà bởi vì là tôi đại diện lên để trao dâu cho nên là tôi xin mạn phép bác trưởng đoàn làm cái nhiệm vụ này, không có gì là thất hố. Tiếp theo đấy là ngoài tôi là Quang là bác của cháu Trang, ngoài chúng ta còn có các cô, các chú, các bác, các anh chị em họ hàng nội ngoại của cháu Trang cũng có mặt để đưa cô dâu đến nơi an toàn. Từ giờ phút này hai họ chúng ta đã chung con chung cháu, cho nên tôi mong rằng hai họ cùng đồng tâm hiệp lực quan tâm đến đôi nữ mới này. Còn tuy rằng đã là một tuổi trưởng thành nhưng cũng còn nhiều điều bỡ ngỡ, cho nên là mong hai họ quan tâm giúp đỡ để làm sao cho hai cháu có được hạnh phúc bền lâu, hạnh phúc trăm năm theo nguyện vọng của hai họ. Và từ giờ phút này tôi xin thay mặt họ nhà gái xin chào họ nhà trai là đứa con đứa cháu của họ nhà gái chúng tôi cho họ nhà trai. Vâng, thay lời cho gia đình và đến lời cho con đôi bà chú rể, tôi xin được chân thành cảm ơn lời phát biểu của bác rất nhiều và xin kính chúc bác có nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, và thật lúc nào họ hàng thì mong đợi đã lâu mà hôm nay đây mới được đón cô dâu Thu Trang về nhà và thúc thơm thịnh nguyện với hương trà. Đôi điều tuy độ quay nạn cảm ơn. Và cũng để liên tục chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu bác trưởng đoàn đại biểu hội nhà trai, bác có đôi lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè của hai gia đình Hà và hai cháu, họ nhà trai chúng tôi hôm nay cũng rất là vô cùng là phấn khởi
và hân hạnh chào đón sự hiện diện của đoàn đại biểu gia đình họ nhà gái đã đưa cháu Trang về đến nhà trai. Cũng chào đón tất cả các cụ, các ông, các bà, quan viên, hai họ cùng toàn thể các bạn bè của hai gia đình và hai cháu. Chúc tất cả mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa toàn thể hội hôn, cháu Thắng và cháu Thú Trang, hai cháu quen biết nhau, yêu nhau. Rồi các cháu muốn xây dựng hôn nhân hạnh phúc trăm năm, được sự vun vén và đồng ý của gia đình hai bên, của hai họ hai bên và sự nhất trí của chính quyền địa phương. Hai cháu đã chính thức là kết hôn, nên vợ nên chồng. Hôm nay là ngày lành, tháng tốt, hai họ, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Họ thay mặt cho nhà trai, qua lời phát biểu của ông đại diện họ nhà gái về trao dâu, nhà trai chúng tôi cũng vô cùng phấn khởi và vinh hạnh chính thức là nhận cháu Trang về làm dấu con nhà ông ủy bà Phương và làm cháu của dòng họ lã tộc nhà tôi. Và cũng ở buổi hôm nay thì hai cháu đã chính thức lên vợ lên chồng. Lời đầu tiên là bác chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, làm tròn nghĩa vẹn tình đối với hai gia đình, hai dòng họ và sống với nhau một cuộc sống thật là tròn vẹn và hạnh phúc trăm năm. Cũng qua buổi hôm nay, tôi cũng thay mặt cho ông ủy bà Phượng cũng gửi lời cảm ơn đến ông Nghĩa Bảo Minh là những người sinh thành ra cháu Trang và nuôi dưỡng cháu khôn lớn trưởng thành, nay trở về làm dâu con của ông ủy và bà Phương cũng như là cháu trong dòng họ nhà tôi. Thì cũng là càng có lời cảm ơn ông bà đã có công lao trong nhiều năm qua, là hôm nay có cái buổi hạnh phúc hôm nay cho hai cháu. Cũng tiếp lời là mong muốn là hai họ, hai gia đình cũng như là bạn bè của hai cháu là tiếp tục đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện và động viên hai cháu để hai cháu tiếp tục trên cái bước đường xây dựng hạnh phúc của mình để đạt được một cái gia đình hạnh phúc viên mãn. Cuối cùng xin có lời cảm ơn, chúc sức khỏe và chân thành cảm ơn mọi người. Xin biết phát biểu của bác trưởng đoàn đại biểu hỏi nhà trai thật tương xứng với câu năm vốn đa hỷ khách và nữ tế cận thừa long mà đẹp duyên con thì cha mẹ mừng lòng mừng bước chữ ni kỳ gia thất. Ngày hôm nay thanh thiên bạch nhật, cha mẹ cho hai con về hợp cẩn thành hôn, đôi lời nhắn nhủ các con trăm năm kính cuộc vun tròn từ đây. Mời đến đây cho các tôi được thay lời cho gia đình và đến lời cho con được một chút này cũng xin đến chân thành cảm ơn lời phát biểu của bác rất nhiều. Và xin mời hai bác tiến về phía trước một bước, bắt tay nhau một cái, bắt tay thân thiện, nối nhịp cầu duyên. Ở phía dưới quý vị anh chị và các bạn, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt cùng chúc cho mối tình thông gia cho anh nhà mãi mãi chân tươi và đời đời chúng em với. Vâng, kính thưa quý vị, họ nhà gái nên trao dâu là trao cả một niềm tin, họ nhà trai nên nhận dâu là nhận cả một mối tình thông gia. Ban tổ chức chúng tôi xin chúc cho mối tình thông gia giữa nhà ta mãi mãi xanh tươi và đời đời được bền vững. Vâng, kính thưa các bạn. Vâng, một lần nữa thay lời cho gia đình và đến lời cho các đồng bào chú rể cũng xin được chân thành cảm ơn lời phát biểu của hai bác rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, Thái Bình quê hương của những làn điệu hát chèo và điệu chèo nương trên bông lúa, điệu chèo ẩn những lũy tre, tiếng trống chèo rộn rã và làn điệu chèo nắm say dường như mạch vấn vương vương vấn trong từng huyết mạch của mỗi người con Thái Bình. Chẳng qua bao nhiêu năm tháng mà chèo Thái Bình vẫn được lưu truyền và gìn giữ cho tới tận ngày nay. Vâng, kính thưa quý vị, và cũng để liên tục chương trình sau đây, xin mời vợ quý sẽ nên tiếp tục giao lưu chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Thành hôn của hai cháu
Vâng, và thật đúng là sông Kim Vương có lúc đầy vơi. Và thương nhau xin chớ đứng ngồi với ai, và giữ gìn hạnh phúc tương lai, xin nhau giữ chọn chớ phai lời thề, và thoảng nghe trong võ vọng về, ngỡ ra mợ Thanh Quý quê hương nhà mình. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn mợ Thanh Quý rất nhiều. Vừa đi nữa cho chúng tôi được thành lời cho gia đình và đứa này cho con đồ và chú rể. Cũng xin được trân trọng kính mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta cứ tự nhiên ăn trầu, ăn kẹo, uống nước, uống thuốc và cùng hướng lên sân khấu của gia đình và nhà trai chúng tôi để đăng ký cho mình những lời ca tiếng hát dành tặng cô dâu và chú rể trong ngày vui ngày trong ngày hôm nay. Hãy hát lên cho hoa thắm muôn ngần và hát lên đi cho hai em bên nhau trọn vẹn. Như Quý Tuyến vẫn thường nói, đời cho ta nhiều lời ca tiếng hát để mà yêu người, và người cũng cho ta nhiều lời ca tiếng hát để mà yêu đời, gần gũi nhau hơn, xích lại nhau hơn và chúng ta càng yêu mến nhau hơn. Và hát lên đi cho Trang ngày hôm nay, Trang đó có chồng, chú rể Thắng có vợ và mẹ chồng có nàng dâu. Và hát lên cho biển rộng sông dài, và hát lên đi cho hai em sớm có con trai đầu lòng. Vâng, kính thưa quý vị, và cũng để liên tục chương trình văn nghệ trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với ca sĩ Thanh Thanh Hiền. Vâng, xin mời ca sĩ Thanh Thanh Hiền. Xin mời có vui trong văn nghệ, chúc mừng hạnh phúc, chào nam cho hai em. Tiên nắng về trong anh mùa sang, gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm quyền trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây nhẹ buồn trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Rừng xuân nơi xin làm gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt nỗi yêu thương, dù bao nhiêu năm tình sâu muôn hướng. Này gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, dìu hồn ta say trong biển khơi. La 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 la. Vâng, kính thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến, và thật là có nam có nữ thì đời mới vui, mà có nam mà không có nữ thì mất vui cuộc đời sống ở trên đời này. Anh chị và các bạn thân mến, và cũng để liên tục chương trình Gia Đình Văn Nghệ trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta cùng hướng lên sân khấu của gia đình và nhà trai chúng tôi, và hãy dành những tràng pháo tay thật to, thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt cùng chào đón giọng hát của ca sĩ Hương. Lúa xanh như cây gọi
năm một mình thôi. Vâng, kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, và thật đúng là trăm năm chọn lấy một ngày, một ngày chọn lấy một xe cho hai đứa bây giờ yêu nhau, anh em bè bạn trước sau, mong cho đứa trẻ yêu nhau lâu dài, còn bạn bè thì đàng gái đàng trai mau chóng chóng hết khách để mà còn yêu nhau. Nên ban tổ chức chúng tôi xin nhắc tới quý vị anh chị và các bạn, không ai được chơi ở nhà chú rể quá 20 giờ tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây thì lo cho công việc trước sau cho vẹn toàn. Bởi đứa trẻ yêu nhau trong ông trời lở đất, và hãy cất cao tiếng hát để yêu đời, để các người của tình của chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời các cụ, các bà, cô dì, chú bác và các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên gần xa. Chúng ta hãy dự bữa cơm thân mật cùng chung niềm vui và niềm hạnh phúc của gia đình ông bà Quý Phượng, và cũng cùng chúc phúc cho hai em trong ngày vui ngày trọng đại ngày hôm nay. Dự bữa cơm thân mật cùng chung niềm vui niềm hạnh phúc của gia đình. Một điều nữa cho các tôi được thay lời cho gia đình, xin được trân trọng thông báo và kính mời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc.
dắt chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt nay sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cùng đón tương lai. Tay cầm tay ta cùng vui sẽ chân bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dẫu gian khó dẫu mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hello, em ơi, đang lái xe chuẩn bị ra về. 10 tiếng mệt mỏi sau lưng muốn kể với em ngày dài ghê. Công trường nắng gió bụi bặm làm anh mỏi như kẻ đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Nè anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chưa cơm. Em ơi hôm nay anh phải về muộn, đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mic test vẫn còn đang ngấp ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em đi việc nhà. Cuối tuần bận đi hoắt họ cũng chẳng cùng em được chuyện gần xa. Đêm ngày lo viết câu hát vì người ta từ hơi bao đồng. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh. Và cảm ơn em đã là hậu phương trong ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tối em thức muộn nhịn đói chờ cơm. Anh rất yêu em và con bài này anh xin viết tặng hai mẹ con. Yo. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, ta đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Không em không lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong, nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em. Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xôn xao. Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn. Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em. Em nơi chốn nào anh mình mang nỗi nhớ khôn nguôi. Lòng anh khát khao sẽ chia buồn vui cùng em. Vì nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chưa tràn, dẫu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến được khóc cùng em.
không vang tiếng đàn. Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em. Em nơi chốn nào anh mênh mang nỗi nhớ khôn nguôi. Lòng anh khát khao sẽ chia buồn vui cùng em. We'll be right back.
tell me why there is sadness in your eyes. I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up. Now you're the one to make it stop. I'm the one who's feeling lost right now. Now you want me to forget every little thing you said, but there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong were lasting for so long. No matter how I try, now you wanna say goodbye to me. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head.